Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một nhân vật nổi bật, đầy bí ẩn và cũng không kém phần gây tranh cãi, Vladimir Putin. Không chỉ là Tổng thống Nga, Putin còn được biết đến với nhiều câu chuyện khó tin, những hành động khiến người ta không thể rời mắt khỏi ông. Từ hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ trong thể thao đến những chuyến thám hiểm đến các vùng đất hoang sơ, hay thậm chí là những quyết sách táo bạo trong chính trị. Ông không chỉ tạo dựng một hình ảnh của riêng mình mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị và văn hóa của Nga, cũng như toàn thế giới. Hãy cùng nhau đi sâu vào từng câu chuyện, từ những sở thích cá nhân cho đến các quyết định chính trị gây chấn động, để thấy rõ hơn về một con người mà ít ai có thể hiểu thấu. Câu chuyện về Putin sẽ không chỉ giúp chúng ta nhìn nhận về ông mà còn giúp chúng ta nhận ra sức ảnh hưởng của một nhà lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. 1. Giới thiệu chung về Vladimir Putin. Vladimir Putin sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại Leningrad, nay là Saint Petersburg. Ông lớn lên trong một gia đình bình thường và sớm bộc lộ tài năng lãnh đạo. Sau khi tốt nghiệp đại học luật, ông gia nhập KGB, cơ quan tình báo của Liên Xô, nơi mà ông đã có những năm tháng làm việc trong ngành an ninh. Sự nghiệp chính trị của Putin bắt đầu khởi sắc khi ông được bổ nhiệm làm thị trưởng Saint Petersburg vào cuối thập niên 1990, trước khi trở thành thủ tướng và sau đó là tổng thống Nga. Trong suốt thời gian nắm quyền, Putin đã thể hiện một phong cách lãnh đạo độc đáo. Ông không chỉ thể hiện sức mạnh trong chính trị mà còn biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Hình ảnh của một nhà lãnh đạo cứng rắn, có tài thể thao đã trở thành thương hiệu riêng của ông. Từ việc tham gia các môn thể thao như judo và hockey đến những chuyến đi săn, Putin luôn muốn khẳng định sức mạnh và sự tự tin của bản thân. Sự kết hợp giữa tài năng lãnh đạo và hình ảnh cá nhân đã giúp ông duy trì quyền lực và sự ủng hộ từ người dân, mặc dù cũng không thiếu những chỉ trích từ các nhà quan sát quốc tế. Qua từng giai đoạn, Putin đã khẳng định vị thế của mình trong chính trường quốc tế, góp phần tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi về vai trò và ảnh hưởng của Nga trên thế giới. 1. Chỉ huy thao trường trong thể thao. Một trong những khía cạnh thú vị nhất về Vladimir Putin là tình yêu sâu sắc của ông đối với thể thao, đặc biệt là judo và hockey. Ông từng là một vận động viên judo xuất sắc, đạt đai đen và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thể thao để chứng tỏ kỹ năng của mình. Điều này không chỉ tạo dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mà còn thể hiện ý chí quyết tâm và sự kiên trì trong cuộc sống. Chẳng hạn, vào năm 2013, Putin đã xuất hiện trong một sự kiện hockey, nơi ông tham gia thi đấu cùng những cựu vận động viên nổi tiếng. Hình ảnh ông ghi bàn và ăn mừng đã tạo nên một cú sốc lớn trong công chúng và thu hút sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Qua đó, ông không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo của mình. Hơn nữa, Putin cũng rất tích cực tham gia quảng bá thể thao, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động thể chất. Ông từng phát động nhiều chương trình nhằm thúc đẩy thể thao trong cộng đồng, từ trẻ em đến người lớn. Việc ông xuất hiện trong các sự kiện thể thao và tương tác với người dân đã góp phần xây dựng hình ảnh tích cực, gắn bó hơn với cộng đồng. Từ đó, Putin không chỉ được coi là một nhà lãnh đạo chính trị mà còn là một người hùng thể thao, thể hiện sự kết nối giữa thể thao và chính trị trong xã hội Nga. 2. Người bảo vệ động vật. Vladimir Putin không chỉ nổi tiếng với vai trò chính trị mà còn với hình ảnh thân thiện với động vật. Ông thường được thấy tham gia các hoạt động bảo vệ động vật và quảng bá ý thức bảo tồn thiên nhiên. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Putin tham gia cứu hộ một con hổ Amur, loài hổ đang bị đe dọa tuyệt chủng. Hành động này không chỉ thể hiện tình yêu của ông đối với động vật mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã. Ngoài ra, ông thường xuất hiện với những động vật cưng, như chó, trong các sự kiện công cộng. Một ví dụ điển hình là vào năm 2010, khi ông xuất hiện cùng với một chú chó cưng trong cuộc họp báo. Hình ảnh này đã khiến ông trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng và tạo ra một cảm giác thân thiện mà nhiều nhà lãnh đạo khác không có được. Putin cũng đã đưa ra nhiều chính sách nhằm bảo vệ động vật và môi trường, như các quy định về săn bắn và bảo tồn các loài nguy cấp. Ông thường xuyên tham gia vào các hoạt động bảo vệ rừng và động vật hoang dã, từ việc tổ chức các cuộc hội thảo đến việc tham gia trực tiếp vào các dự án bảo tồn. Điều này không chỉ giúp ông tạo dựng hình ảnh cá nhân tích cực mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của ông trong việc xây dựng một Nga xanh hơn. Qua đó, Putin khẳng định rằng bảo vệ động vật và môi trường không chỉ là trách nhiệm của một nhà lãnh đạo mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. 3. Chuyên gia săn bắn. Vladimir Putin không chỉ là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mà còn là một người có sở thích săn bắn. Điều này đã trở thành một phần không thể thiếu trong hình ảnh công chúng của ông. Ông thường xuyên tham gia vào các chuyến đi săn tại các khu rừng của Nga,
nơi mà ông có cơ hội rèn luyện kỹ năng và thể hiện khả năng của mình. Những chuyến đi này không chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân, mà còn là một cách để Putin khẳng định sức mạnh và sự tự tin của mình. Một trong những câu chuyện nổi bật là vào năm 2009, khi Putin tham gia một chuyến săn gấu tại Siberia. Hình ảnh ông cùng các người bạn săn bắn, cầm súng và tư thế đầy tự tin đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Tuy nhiên, chuyến đi săn này cũng gây ra nhiều tranh cãi, khi một số người phê phán rằng việc săn bắn động vật hoang dã không nên được khuyến khích. Dù vậy, Putin vẫn khẳng định rằng việc săn bắn là một phần của văn hóa Nga và giúp duy trì truyền thống. Sở thích này cũng đã giúp ông gắn bó hơn với người dân, nhất là những người yêu thích thiên nhiên và văn hóa săn bắn. Hơn nữa, nó cho thấy Putin không ngại thể hiện bản thân và thậm chí là chấp nhận rủi ro để khẳng định vị thế. Chính nhờ những chuyến đi săn như vậy, ông đã xây dựng được hình ảnh của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và dũng cảm trong mắt nhiều người. Từ đó, Putin không chỉ trở thành một nhân vật chính trị mà còn là biểu tượng cho những giá trị truyền thống của Nga. 4. Huyền thoại về chuyến thám hiểm. Một trong những câu chuyện đáng nhớ về Vladimir Putin là những chuyến thám hiểm mà ông thực hiện nhằm khẳng định bản thân và xây dựng hình ảnh lãnh đạo gần gũi với thiên nhiên. Năm 2010, ông đã tham gia một chuyến thám hiểm đến khu vực Siberia, nơi ông cùng các nhà khoa học nghiên cứu động vật hoang dã và môi trường. Điều này không chỉ thể hiện tình yêu thiên nhiên của ông mà còn khẳng định cam kết bảo vệ môi trường. Trong chuyến thám hiểm này, Putin đã thực hiện một số hoạt động như khảo sát tình hình động vật và cây cối trong khu vực. Hình ảnh ông lái thuyền trên dòng sông hay đi bộ trong rừng đã trở thành biểu tượng cho tinh thần khám phá. Đặc biệt, vào năm 2017, ông đã cùng các nhà khoa học đi thuyền kayak qua vịnh Chukotka, nơi ông đã bắt đầu hành trình nghiên cứu động vật biển. Những hình ảnh này đã gây ấn tượng mạnh mẽ, cho thấy Putin không chỉ là một nhà lãnh đạo chính trị mà còn là một người yêu thiên nhiên. Những chuyến thám hiểm này còn có ý nghĩa sâu sắc hơn khi chúng góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường. Qua các hoạt động này, Putin đã kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng và chính phủ về bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hình ảnh ông tham gia vào những hoạt động này đã giúp ông ghi điểm trong mắt người dân, thể hiện một lãnh đạo có trách nhiệm với tương lai của đất nước. 5. Đối thủ chính trị không ngờ. Vladimir Putin không chỉ đối mặt với những thách thức từ bên ngoài mà còn phải chiến đấu với những đối thủ chính trị ngay trong nội bộ nước Nga. Những cuộc chiến chính trị này thường diễn ra trong bối cảnh phức tạp và có thể gây ra nhiều hệ lụy không lường trước được. Một trong những đối thủ nổi bật của Putin là Boris Nemtsov, một nhà lãnh đạo đối lập và là một tiếng nói phản biện chính quyền. Nemtsov đã chỉ trích Putin rất mạnh mẽ về nhiều vấn đề, từ tham nhũng đến chính sách đối ngoại. Vào năm 2015, Nemtsov đã bị ám sát ngay gần Điện Kremlin. Sự kiện này đã gây chấn động cả nước và thu hút sự chú ý từ quốc tế. Mặc dù chính quyền Nga khẳng định rằng họ không liên quan đến cái chết của Nemtsov, nhưng nhiều người tin rằng đây là một phần trong cuộc chiến chính trị phức tạp mà Putin phải đối mặt. Sự kiện này không chỉ làm nổi bật những rủi ro mà các nhà lãnh đạo đối lập phải đối diện mà còn là một minh chứng cho sự kiểm soát mà Putin duy trì trong chính trị Nga. Ngoài ra, Putin còn phải xử lý nhiều đối thủ khác như Alexei Navalny, một nhà hoạt động chống tham nhũng. Navalny đã nhiều lần bị bắt giữ và bị đe dọa, nhưng ông vẫn kiên trì trong cuộc chiến chống lại tham nhũng và kêu gọi cải cách chính trị. Những tình huống này cho thấy Putin không chỉ là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mà còn là một người rất khôn ngoan trong việc xử lý những thách thức chính trị. Chính sự quyết đoán này đã giúp ông duy trì quyền lực, nhưng cũng đồng thời làm dấy lên nhiều tranh cãi về nền dân chủ tại Nga. 6. Người đàn ông bí ẩn. Vladimir Putin luôn là một nhân vật đầy bí ẩn, và điều này càng làm tăng thêm sự thu hút xung quanh ông. Nhiều thông tin về cuộc sống riêng tư và những quyết định chính trị của ông thường không được tiết lộ đầy đủ, tạo nên một hình ảnh mờ ảo mà không phải ai cũng có thể hiểu rõ. Ông thường giữ kín thông tin cá nhân, không công khai nhiều về gia đình hay các mối quan hệ cá nhân, điều này càng khiến người dân và giới truyền thông tò mò. Một ví dụ nổi bật là khi có tin đồn về sức khỏe của ông. Vào năm 2012, Putin đã vắng mặt trong một số sự kiện quan trọng, dẫn đến nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Một số người nghi ngờ rằng ông có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, trong khi những người khác cho rằng đây chỉ là một chiến thuật để tránh sự chú ý của công chúng. Khi trở lại, Putin đã tổ chức một cuộc họp báo và khẳng định sức khỏe của mình tốt, nhưng những bí ẩn này vẫn tiếp tục khiến người ta bàn tán. Ngoài ra, những quyết định chính trị của Putin cũng thường đi kèm với sự kín đáo. Ông hiếm khi tiết lộ lý do thực sự đằng sau những chính sách lớn, khiến nhiều người đặt câu hỏi về động cơ của ông. Ví dụ,
quyết định sáp nhập Crimea vào năm 2014 đã gây ra nhiều tranh cãi và chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, nhưng Putin đã không đưa ra nhiều thông tin về nguyên nhân đằng sau quyết định này. Từ những bí ẩn trong cuộc sống cá nhân đến những quyết định chính trị, Vladimir Putin vẫn là một người đàn ông bí ẩn, luôn tạo ra nhiều câu hỏi cho công chúng và truyền thông quốc tế. Sự kín đáo của ông không chỉ tạo nên một hình ảnh đặc biệt mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược lãnh đạo của ông. 7. Nhà lãnh đạo yêu thiên nhiên. Vladimir Putin không chỉ là một nhà lãnh đạo chính trị mà còn là một người có ý thức sâu sắc về bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Ông thường xuyên thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề môi trường thông qua nhiều hoạt động và chính sách cụ thể. Năm 2005, Putin đã ký một hiệp định quan trọng nhằm bảo vệ rừng Siberia, một trong những khu rừng lớn nhất thế giới, nơi chứa đựng một lượng lớn carbon và đa dạng sinh học. Ngoài ra, Putin cũng đã tham gia vào nhiều hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu, thể hiện cam kết của Nga trong việc đối phó với những thách thức môi trường toàn cầu. Một ví dụ điển hình là vào năm 2019, Putin đã phát biểu tại hội nghị COP25, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hình ảnh của Putin cùng các nhà hoạt động môi trường trong các sự kiện như trồng cây, làm sạch bãi biển đã giúp ông ghi điểm trong mắt người dân, thể hiện rằng một nhà lãnh đạo cũng có thể gần gũi với những vấn đề của tự nhiên. Qua đó, Putin không chỉ muốn bảo vệ môi trường mà còn xây dựng một hình ảnh tích cực, thể hiện trách nhiệm của mình đối với tương lai của đất nước và thế giới. 8. Đam mê văn học và nghệ thuật. Vladimir Putin là một nhà lãnh đạo không chỉ có ảnh hưởng chính trị mà còn có đam mê sâu sắc với văn học và nghệ thuật. Ông thường nhắc đến những tác phẩm văn học Nga nổi tiếng và coi chúng như một phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa dân tộc. Những tác phẩm của Dostoevsky hay Tolstoy không chỉ là nguồn cảm hứng cho ông mà còn là phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng mà ông theo đuổi. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Putin đã chia sẻ về sự yêu thích của mình đối với việc đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về lịch sử và triết học. Ông từng nhấn mạnh rằng việc hiểu biết về lịch sử và văn hóa sẽ giúp nhà lãnh đạo đưa ra những quyết định đúng đắn. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên tham gia các sự kiện văn hóa, từ việc mở triển lãm nghệ thuật đến tham gia các buổi hòa nhạc. Một ví dụ điển hình là vào năm 2019, Putin đã tham dự lễ hội văn hóa tại Saint Petersburg, nơi ông khuyến khích các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng của mình. Qua những hoạt động này, Putin không chỉ khẳng định vai trò của văn hóa trong xã hội mà còn thúc đẩy tinh thần sáng tạo, góp phần xây dựng một xã hội văn minh và hiện đại. 9. Tầm nhìn chiến lược đối ngoại. Trong vai trò là Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã thể hiện một tầm nhìn chiến lược rõ ràng trong chính sách đối ngoại của đất nước. Ông không chỉ muốn củng cố vị thế của Nga trên trường quốc tế mà còn tìm cách nâng cao ảnh hưởng của đất nước trong bối cảnh toàn cầu ngày càng cạnh tranh. Putin đã thực hiện nhiều chuyến công du đến các quốc gia quan trọng, từ Trung Quốc đến Ấn Độ, nhằm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược. Một ví dụ đáng chú ý là cuộc gặp gỡ giữa Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2018, nơi hai bên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác về kinh tế, năng lượng và quân sự. Điều này không chỉ giúp củng cố quan hệ giữa hai quốc gia mà còn tạo ra một thế lực mạnh mẽ đối trọng với các cường quốc phương Tây. Ngoài ra, Putin cũng đã tham gia vào các cuộc xung đột ở Syria và Ukraine, cho thấy Nga luôn sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia, ngay cả khi điều đó dẫn đến những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Chính sách đối ngoại của Putin thường bị coi là quyết đoán và đôi khi gây tranh cãi. Nhưng điều này cũng cho thấy ông là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và biết khai thác mọi cơ hội để nâng cao vị thế của Nga trên trường quốc tế. 10. Kết luận và bài học. Cuộc sống và sự nghiệp của Vladimir Putin đã mang đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá về lãnh đạo và quản lý. Ông là một hình mẫu phức tạp, vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn, với nhiều khía cạnh khác nhau trong tính cách và hành động. Qua những câu chuyện về tình yêu thể thao, bảo vệ động vật, đam mê văn học và chiến lược đối ngoại, chúng ta thấy rằng một nhà lãnh đạo không chỉ đơn thuần là người đứng đầu mà còn cần thể hiện bản thân một cách đa dạng để kết nối với người dân và tạo dựng uy tín. Bài học quan trọng rút ra từ Putin là việc biết sử dụng hình ảnh cá nhân để nâng cao vị thế trong mắt công chúng. Ông đã thành công trong việc xây dựng một thương hiệu lãnh đạo mạnh mẽ, gắn bó với truyền thống văn hóa và sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, việc hiểu và tôn trọng môi trường, văn hóa cũng như những giá trị truyền thống của dân tộc là điều cần thiết cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong việc tạo dựng một xã hội vững mạnh và đoàn kết. Tóm lại, Putin không chỉ là một chính trị gia tài ba mà còn là một người có tầm nhìn xa về sự phát triển của Nga và thế giới. Điều này khiến ông trở thành một nhân vật đáng chú ý trong lịch sử hiện đại.